đòi hỏi cái nội lực rất là nhiều, không có nữa. Người ta nghe nhạc hip hop rồi ghê rồi nó nhanh quá, nó DJ modern bận bây giờ quá. đó rất là nhiều, nên là người ta béo bóp méo tiếng hát rồi người ta nâng giọng lên rất nhiều, thế là làm cho ca sĩ bị lười, bị mai một đi và bị cảm thấy rằng là hát nhẹ 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 vậy là có lý dễ thương, là modern bị trai du nhập bởi những rất nhiều những cái dòng nhạc và những cái kiểu hát của Korea, của Hàn Quốc này, là của Thái Lan, Thái Lan, Hồng Hồng Kông, Kông nó cứ đúng. nhẹ 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 bay 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 đơn giản thôi, không có nội lực, thành trào lưu chung. Nên các bạn trẻ cứ theo cái đó mà hự định hướng cho mình đó, là quên mất đi là cái ca sĩ là cái nội lực, cái mà giọng hát vẫn là quan trọng nhất, những người là có nghề đó đối với như thế. Thứ hai nữa là một yếu tố khác nữa là cả hưng cả tâm đều biết giữ hình ảnh và biết giữ tên của mình, và bên cạnh nó bị đặt ra rất nhiều những hàng rào khác để cho các đối thủ không có tới gần mình được đó. Phải nhảy qua rất nhiều những hàng rào, mà chưa kịp nhảy qua hàng rào kia là chúng tôi đã dựng những hàng rào khác lên nữa rồi. Đó là sự thật là như vậy. Ai cũng muốn mình luôn luôn ở vị trí cao nhất để mọi người yêu mến nhiều nhất, đúng không? Tất cả đó là sự thật hết. Bản thân Hưng cũng vậy, thì Hưng phải làm sao? Chỉ cách làm việc bằng cách những dự án, những cái sinh hoạt, những cái tất cả mọi liên quan đến sự nghiệp của mình phải thật là hoàn hảo, thì chỉ có cách đó mới giữ được tên mình. Chứ còn bây giờ đừng có tuyên bố cái gì mà nó đau to búa lớn, thì con To sẽ tát quá. làm không được, thì con sẽ bị quê đó. Hơn nữa là cái tai của mình nè quan trọng lắm, mà cái thị hiếu của mình biết được, mình nắm bắt được thị hiếu cái thị trường đang cần cái gì, nó quan trọng lắm đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Để giữ tên là khó lắm. Anh có giờ lo lắng về về cái việc chung hơi hơi vĩ mô quá cho một cái diện mạo âm nhạc chung không ạ? À? Có những lúc bất bình cũng nghĩ, nhưng mà rồi lại nghĩ thôi, mình nói hoài người ta ghét mình, người ta không hiểu hết thì mình đã nói lại mình là tại mình là làm thánh tướng, muốn làm ông này bà kia hay gì đây, để mà ghi điểm với lại nhà nước hay là với đồng nghiệp với công chúng hay sao mà cũng tuyên bố này cái nọ. Thì nhiều khi có những người Hương đi hát, Hương muốn thấy cái đó làm không hay, cái Hương lại muốn chỉ, Hương lại muốn nói, nhưng mà cách đón nhận của người ta giống như là mình đang tẩy não họ vậy đó. Đó, qua đây là mình làm gì mà giống như chỉ dẫn hả? Nên thấy là thôi, lại rút lại. Đó, là mình không tiếp được, có thể giúp được một phần nhỏ nào của âm nhạc Việt Nam có thể khá hơn. Đó, mà do cách họ đón nhận, họ không biết, họ tưởng là mình đang muốn lập công chứ. Nên là cái ý thức nó cũng quan trọng lắm. Và như khi anh làm cái bài ca không quên thì có thấy là anh nói chữ xến đúng không ạ? Mặc đồ rất là xưa, rồi cái style tóc anh để như hồi đó đó đúng không anh Đúng hả? vậy, đúng vậy. Thì cái hình ảnh đó anh là người ý tưởng là làm nên điều đó. Chính xác, tất cả mọi dự án, mọi chương trình của Hưng đều do Hưng quyết định, đưa ra dự án, đưa ra cái tên đặt là cái gì, chọn bài là sao, tất cả Hưng tự quyết định. Chụp hình cũng vậy, Hưng biết quan sát. Ví dụ một CD nhạc xưa thì không thể nào chụp cảnh hiện đại hoặc là thành phố Sài Gòn ngay thời điểm này, phải kiếm cách chỗ nào nó xưa cũ, ăn mặc trang phục cũng vậy. Một cái bài nhạc như Giả Khúc Thích Tình Nhân này nè, bài ca không quên, để phạt đúng thời điểm đó, áo kim tuyến, cà vạt bự, tóc cao bát số 7 Mà sao mà anh đó. biết được cái gu, cái xu hướng thời trang lúc đó? Hưng là người sống qua cái thời điểm đó mà, trời, khoa Cho quên nên Hưng là tưởng Hưng trẻ lắm à. cho nên là nhớ hết, nhớ như in lên Dĩ hả? nhiên. Và tìm Và chính cách. bản thân Hưng cũng đã trải nghiệm những cái bát số 7 đó, những cái bộ đồ như vậy, những cái túi áo rộng thùng thình, cổ lãnh tụ nè đó, cổ đan tông, rồi những đôi sandal, những cái quần mà ly mà ống bự thật bự, rồi cái máy xệ nhiều lắm, rồi cả thời gian người ta còn uống máy rồi sọc sọc đủ Những năm kiểu hết. của thập niên 80 đúng không ạ? Lúc đó thì cái xu hướng thời trang và cả cái tóc tai của anh thế nào anh? Lúc đó là một đứa con nít 9-10 tuổi đó, nên là chỉ biết quan sát và ghi nhớ thôi, cũng bình thường như bao nhiêu đứa nít khác thôi. Thế khi lớn lên thì cái trào lưu đó đi rồi đó, nhưng mà biết được cái bát số 7 đó Phải là nhớ biết hết, ghi nhớ hết chứ. những lời chúc của anh dành cho khán giả truyền hình. Nếu như ai đó xem được chương trình này, Hưng cảm thấy rất là vui và có thêm được một cơ hội chia sẻ với quý vị nữa. Xin kính chúc cho tất cả mọi người dân Việt Nam, các doanh nghiệp nè, các trường học, rồi các cơ quan xí nghiệp, các ban ngành, kể cả các tiểu thương, mọi người trong đất nước mình luôn luôn bình yên, mạnh khỏe và không có thiên tai, không có những người mắc những cái bệnh hiểm nghèo quái ác, không còn trẻ em bơ vơ, không còn những tệ nạn xã hội.
và cũng thay mặt cho các khán giả truyền hình ở khắp mọi nơi cho ban biên tập của chương trình, chúc cho anh là một lần nữa chắp cánh để bay trên đẳng cấp cùng với khán giả và những người yêu thương mình, cùng với tiếng hát của anh. Tiếng hát của anh sẽ bay cao và sẽ ở lại trong lòng của từng người Việt Nam và ở lại trong từng ngôi nhà, từng gia đình Việt Nam. Xin cảm ơn. Cho nó riêng một giới hạn, ước muốn không chọn người thương yêu nhất cũng cho là dối gian. Mới kết giao tình rồi ngày hôm sau lại chê trách nhau bội bạc, niềm tin nơi nhân thế luôn mỏng manh, tình người cho nhau cứ thay thật nhanh. Mỗi kiếp con người ai không biết khao khát bao điều ước mộng, lúc hết hy vọng hầu như ai cũng trách than đời phũ phàng. Hãy nghĩ suy rằng chẳng một điều chi tự nhiên cho ta dễ dãi, và cuộc đời ta đâu như cơn mơ mãi mãi, định mệnh buồn vui đều là do ta giữ lấy. Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc, sẽ trút hết những đắng cay trong lòng. Chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hy vọng, cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ. Và khi tôi yêu thì tôi biết, tôi không bao giờ hối tiếc, dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan. Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn, là một điều nhỏ nhói trong thế gian, chẳng có chi không phải tàn. Cho ta dễ dãi, và cuộc đời ta đâu như cơn mơ mãi mãi, định mệnh buồn vui đều là do ta giữ lấy. Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc, sẽ trút hết những đắng cay trong lòng. Chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hy vọng, cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ. Và khi tôi yêu thì tôi biết, tôi không bao giờ hối tiếc, dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan. Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn, là một điều nhỏ nhói trong thế gian, chẳng có chi không phải tàn. Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc, sẽ trút hết những đắng cay trong lòng. Chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hy vọng, cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ. Và khi tôi yêu thì tôi biết, tôi không bao giờ hối tiếc, dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan. Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn, là một điều nhỏ nhói trong thế gian.
chẳng có chứ không phải.